bạo lực học đường. Một sự thật nghiệt ngã. Đuổi người sao? Những thế lực ngầm. Người mẹ có tìm ra được những bí mật đen tối. Đón xem Khi Mẹ Ra Tay phát sóng lúc 12 giờ từ thứ hai đến thứ bảy, từ ngày 28 tháng 3 trên kênh HTV7.